Chào các bạn, đây là Xperia Z3 và mình đánh giá nó là chiếc điện thoại Android tốt nhất hiện nay. Thì tại sao mình nghĩ như vậy? Bởi vì nó có rất là nhiều yếu tố để chúng ta đánh giá nó được như vậy. Thứ nhất là nó có một cái thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, rất là về bên ngoài. Về bên trong thì nó có một cái bộ máy rất là mạnh, có thể làm được rất là nhiều việc. Nó có một cái màn hình rất là đẹp, pin rất là trâu, có thể là pin tốt nhất hiện nay. Và cũng như là có một cái camera với cái phần chỉnh sửa rất là tốt, cũng như là up lên Facebook được độ hình ảnh cao. Bây giờ mình sẽ nói với các bạn chi tiết hơn về những cái đó. Xin mời các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái bên ngoài, tức là về cái thiết kế, về cái hoàn thiện, cũng như là cái khả năng cầm nắm ở trên tay. Thì trước tiên về khả năng cầm nắm ở trên tay thì Z3 là cái điện thoại rất là tốt với cái khoản đó. Nó tương tự như là cái iPhone 6 vậy, tức là chúng ta có thể cầm và sử dụng rất là thoải mái, mang đi mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó cái 6 Plus hay là cái Note 4 thì nó lại to hơn, không thoải mái cho các bạn khi cầm đi và sử dụng khắp mọi nơi. Còn về cái thiết kế thì các bạn biết là Sony có một cái truyền thống thiết kế rất là tuyệt vời. Chúng ta có rất là nhiều sản phẩm đẹp của họ như là Xperia Arc hay là Xperia S hay là Z Ultra hay là Satio ngày xưa hay là cái M600 ngày xưa chẳng hạn. Và Z3 cũng vậy, đó là một cái điện thoại rất là tuyệt vời, rất là đẹp về thiết kế. Dĩ nhiên có một số anh em không thích thiết kế này, nhưng mà đối với mình thì mình đánh giá đây là cái điện thoại thiết kế đẹp nhất của năm. Đó. Và bây giờ về cái hoàn thiện thì khi các bạn cầm cái Z3 lên thì các bạn có nhìn được, cảm nhận được cái sự hoàn thiện rất là tỉ mỉ, rất là cao cấp, rất là sắc sảo của Sony. Tất cả những cái chi tiết đều được làm rất là tốt, rất là sang trọng. Và kể cả màu sắc cũng vậy, thì các hãng đều làm theo cái dạng như là màu vàng sâm banh. Còn trong khi đó Sony họ làm những cái màu rất là khác, như màu đen, màu trắng, màu đồng này, hoặc là cái màu xanh nhạt rất là đẹp. Thì họ rất là khác biệt đó. Và cái thiết kế của họ theo cái kiểu là hai mặt kính trên dưới và cái sườn ở xung quanh. Thì cái thiết kế này được Sony giữ rất là lâu trong cái dòng cao cấp của họ. Rồi. Về cái Z3 này thì chúng ta có cái phía trước là màn hình 5.2, trên dưới là hai cái phần thừa của màn hình, hai viền màn hình khá là dày. Và chúng ta thấy Sony trang bị hai loa ở hai bên này. Đó, tạo thành cái stereo khi các bạn coi phim hay nghe nhạc ở cái trạng thái như thế này. Và loa khá là to. Và mình thắc mắc là tại sao Sony làm hai cái viền này khá là lớn vậy. Thì khi các bạn nhìn vào tổng thể như này, các bạn nhìn vào cái máy như vậy thì các bạn thấy là nếu mà nó lùn lại thì cái máy sẽ không còn đẹp nữa. Thì lúc này các bạn sẽ tưởng tượng như là cái Xperia Z3C khi để vào nó không có sang trọng nữa. Đó. Đây là cạnh trái của nó, thì các bạn thấy là chúng ta có cái lỗ để móc cái dây đeo tay vào. Mình rất thích cái này bởi vì nó giúp cho mình chụp hình và cầm máy nó tự tin hơn. Hiện tại thì mình không gắn. Ở đây là cái phần để mà gắn cái đế sạc hoặc là gắn cái cục sạc. Thì đây là một cái giải pháp của Sony để chúng ta khỏi phải tháo cái nắp ra này sạc nhiều. Đó. Và đây là cái khu vực để mà chứa cổng micro USB. Các bạn thấy là cái cổng micro USB nó rất là xấu, và nếu mà nó xuất hiện ở đâu đó trên cái máy này thì nó không đẹp. Do đó Sony làm một cái nắp này họ che lại, đảm bảo cái thẩm mỹ của cái máy này nó cao hơn nhiều so với những cái máy mà nó có cái cổng micro USB lộ ra ngoài. Đó. Đây là cái cạnh trên, thì các bạn thấy là chúng ta có cái lỗ cắm tai nghe 3.5 mic ở đây, và một cái sườn nhìn rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Đây là cái cạnh bên phải của cái Z3, thì chúng ta có cái nút chụp hình cứng ở đây, cái nút tăng giảm âm lượng, cái nút khóa mở màn hình, cũng như là một cái khe ít mở hơn là cái khu vực chứa cái SIM cũng như là cái thẻ nhớ microSD. Đó, họ đã bố trí hợp lý hơn rồi. Thì cái này chúng ta ít mở ra thì chúng ta để bên này. Và có một cái điểm đặc biệt, đó là cái nút khóa mở màn hình của Sony các bạn thấy nó rất là đặc trưng và nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Cái nút này khá là dễ bấm và nó rất là, các bạn bấm sẽ rất là tự tin. Tuy nhiên Sony cũng trang bị cái khả năng nhấn nút vào màn hình để nó mở lên, tương tự như cái máy chạy Snapdragon khác. Còn đây là mặt sau, một cái mặt rất là đặc biệt của Sony. Các bạn thấy là họ dùng màu rất là đẹp. Đây là chúng ta có màu đồng, rồi có màu trắng, màu đen và màu xanh nữa. Ở đây là cái camera của họ 20 megapixel, và cái cúp camera mà Sony dùng nó vẫn phẳng với mặt sau, tức là rất là mỏng. Trong khi những cái máy khác của hãng khác tuy là nó dày hơn nhưng mà camera nó vẫn lồi. Đó, và Sony bố trí những cái thành phần như là logo NFC, logo Sony và logo Xperia ở trên cái mặt sau này, nhìn rất là trang nhã. Đó. Và khi các bạn nhìn những cái thành phần khác nhau này, đó, Sony trang bị rất là nhiều thành phần khác nhau, nhưng mà họ rất là giỏi trong thiết kế, đó là để khi các bạn nhìn vào nó vẫn rất là hài hòa, rất là đẹp do màu sắc họ phối. Và khi các bạn nhìn kỹ hơn về chi tiết đó thì chúng ta thấy được là họ làm rất là kỹ, cực kỳ tốt. Ví dụ như là xung quanh cái lỗ này Sony có diamond cách nó rất là mỏng, rất là đẹp. Hoặc là ngay cái dưới đây chúng ta cần một cái phần để mà gỡ cái nắp ra thì Sony họ cũng cắt rất là mỏng, rất là đẹp.
không có hãng nào bây giờ có thể có cái mức độ hoàn thiện tốt như là cái của Sony trên cái Z3 này. Đó. Và trên Z3 này chúng ta còn phát hiện được những cái điểm đó gì? Bốn góc thì Sony trang bị bốn cái cục. Thì chúng ta sẽ thấy cảm giác nó quen quen bởi vì nó giống như là những cái tủ inox hay là tủ nhôm của chúng ta. Và bốn cái cục này nó có nhiệm vụ là gì? Đó là khi mà điện thoại rớt xuống đó, thì bốn cái cục, bốn cái góc này là bốn cái mà nó sẽ tiếp đất, dễ dàng tiếp đất nhất. Thì ở cái Sony này, bốn cái cục này được làm bằng nhựa có tính đàn hồi cao. Đó, mình đã từng rớt cái điện thoại và nó rớt đúng cái góc này và do đó cái máy nó không sao cả, bởi vì bốn cái góc đàn hồi đó sẽ bảo vệ nó. Đó. Mình tóm lại là gì? Mình đánh giá cao cái Z3 hơn cả 6 Plus hay là Note bởi vì nó gọn nhẹ, nhỏ, mỏng để chúng ta có thể cầm trên tay cả một ngày mà không cảm thấy rất là thoải mái. Rất là mỏng, rất là nhẹ. Rồi, đó là về thiết kế. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái màn hình của Z3 và mình có hai ý để nói với các bạn. Thứ nhất là cái màu sắc màn hình có thể hiển thị và thứ hai là cái tính hữu dụng của cái màn hình này. Thứ nhất là về màu sắc thì mình đánh giá Z3 là cái điện thoại có cái màu sắc tốt nhất hiện nay. Mình đã so với cả iPhone 6, iPhone 6 Plus, G3 hay là Note 4 thì Z3 thể hiện màu đẹp nhất, mịn nhất và tươi. Ví dụ như là mình dùng một cái hình mà dùng để thử màn hình như vậy. Mình đã để cạnh những cái điện thoại từ 6 Plus, cái điện thoại được đánh giá màn hình rất là đẹp, cho đến Note 4 có rất là nhiều màu sắc hoặc là 6. Thì các bạn thấy là từ màu đen cho đến cái sự chuyển màu xám cho đến những cái màu này, Z3 được thể hiện tốt hơn nhiều. Và chưa kể là Sony còn trang bị những cái công nghệ như là Bravia Engine hay là X-Reality, nó làm cho chúng ta có một cái màn hình tốt hơn. Đó. Tuy nhiên có một điểm mà có một cái màn hình mà Z3 không vượt qua được, đó là cái Lumia 1520, bởi vì Lumia 1520 có một cái công nghệ Clear Black Display của Nokia, nó làm cho cái màn hình nó không bị chói, nên ra là trong mọi cái điều kiện sử dụng thì cái Lumia màn hình nó trong hơn. Đó. Nhưng mà so với những cái máy cuối năm nay thì Z3 là cái máy có cái màn hình đẹp nhất. Rất là đẹp, các bạn sẽ rất là thích các bạn khi các bạn coi hình hay là coi web gì đó. Tất cả mọi thứ đều rất là trong trẻo, sạch sẽ, màu sắc đầy đủ đẹp. Và bởi vì là màn hình LCD IPS, đâm ra là các bạn sẽ không thấy cái màn hình nó rỗ. Và với cái độ phân giải Full HD thì tất cả những icon này được hỗ trợ rất là tốt. Một số cái máy có độ phân giải 2K nhưng mà những cái icon nó sẽ bị rỗ bởi vì nó chưa hỗ trợ, hoặc là màu sắc lại không đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần hiển thị hữu ích của màn hình XPS 3. Thì các bạn thấy là nhìn ở ngoài này thì chúng ta thấy toàn bộ cái bộ 52 được sử dụng rất là hiệu quả. Tuy nhiên khi chúng ta vào ứng dụng, ví dụ như là Chrome chẳng hạn, thì các bạn thấy là màn hình bị cắt đi hai khúc. Đâm ra cái màn hình, cái phần hiển thị hữu ích nó còn rất là ngắn. Và một số ứng dụng khác, ví dụ như là Facebook chẳng hạn, thì các bạn thấy là cái chúng ta lại tốn thêm cái diện tích cho cái tab nữa. Đó, cái tab, đâm ra là cái khi này cái phần mà hiển thị hữu ích nó còn rất là ít như vậy. Đó. Và ví dụ như là có một cái chat này hiện lên và các bạn là bấm lên như vậy thì các bạn thấy là cái phần mà nội dung hiển thị được nó chỉ còn có hai hàng, hai hay ba, rất là ít. Đó. Đó, trong khi là những cái máy khác chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều. Đó, cái này là không chỉ là do Sony mà do Android cũng như là những cái hãng làm phần mềm như Android họ phải thiết kế lại để cho người dùng có một cái trải nghiệm tốt hơn. Đó. Thì đó là cái lý do mình đánh giá không tốt cái hiển thị màn hình của Sony. Hôm nào mình sử dụng nhiều á, thì Z3 có thể tồn tại đến 10, 11 giờ tối. Hôm nào mình sử dụng không nhiều lắm á, bình thường á, thì có thể 12 giờ, 12 giờ vẫn còn dư 10%, 20% hoặc là thậm chí là 30%. Và thực chất á, thì những cái điện thoại có pin trâu cũng không phải là ít trên thị trường. Tuy nhiên cái điều quan trọng là gì? Z3 là cái điện thoại nhỏ gọn và mình có thể sử dụng nó ở mọi lúc, mọi nơi. Đó, nếu các bạn cầm một cái điện thoại to như là 6 Plus, các bạn khen nó pin trâu thì cái đó rất là bình thường. Các bạn cầm một cái LG G Black với cái màn hình 6 inch, các bạn khen pin trâu cũng bình thường. Đây là một cái điện thoại nhỏ gọn, mỏng, có thể sử dụng thoải mái và pin rất là trâu. Đó là cái điểm mà mang lại cái lợi thế cho cái Z3 về pin cũng như là về cái thao tác hàng ngày của chúng ta.